OCK. Đây em có cái cây 502. Xét. Lấy đồ. Cái chỗ 502 ha. Cái này thấy cái vỏ lòng đẹp chưa? Vỏ lòng đẹp. Giật hơi thử. Cua. Hơi tốt. Tay nắm giật được đồ còn. Chụp giật còn mà nó bị nứt này. Dưới đế. Tay cầm. Mất cái nắp nha. Mất chụp bôi. Chụp bê nới nọc luôn. À, cái này mất. Cái này mất mất điện rồi nha mọi người. Mất điện luôn này. Còn cái pin sườn thôi nha. Cục điện nó mất rồi nha. Hơi tốt. Đấy, hơi nắng. Dưới chụp chứ còn. Tay cầm còn nha. Tay cầm còn chắc. Mấy dòng 502 đồ anh em rất hay cần mấy cái tay cầm này nha. Cục này mấy dòng này chạy ngon, giá thị trường nó cũng cao cho nên là bán xét vậy thôi nha. Anh em lấy phụ tùng, lấy chế này, chế còn này. Bơm nhớt còn luôn này. Máy này tháo ra tính tiền vài món thôi đủ tiền mọi người. Em tính giá xem này. Em không thể ra em gỡ ra. Rồi cái này tính 450 nha. Nó còn vậy thôi. Hơi khả năng rất còn rất là tốt nha. Tại bọn lòng nhìn nó đẹp. Rồi. Mấy cái ít ít tiền này anh em có thể chuyển khoản cho em nha. Nó không nhiều bắt anh em cọc này. Công anh em nữa. Mà không cọc thì em không gửi hàng đi. Tại vì mấy hàng này nặng cho nên anh em thông cảm ha. Mấy cái này bán không có lời nha. Anh em biết là bán phụ tùng không có lời. Anh em lấy được gì anh em lấy. Giá thì rất là tốt. Vài món phụ tùng thôi rồi là đủ rồi. Rồi 450 nha anh em.